Hãy xem, những người đã tự tạo ra địa ngục cho chính mình, họ luôn khao khát được lên thiên đường. Phải không? Bản thân này là một nhà máy tạo ra đủ loại cảm xúc, có phải vậy không? Câu hỏi chỉ là, bạn là một người điều hành giỏi hay tồi tệ? Nếu bạn là một người điều hành giỏi, bạn sẽ giữ cho bản thân luôn luôn hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn là một người điều hành tồi tệ, bạn sẽ tạo ra những cảm xúc tồi tệ cho bản thân. Và bạn có nhiều lý do để cảm thấy đau khổ. Nhưng nói một cách đơn giản thì, bạn rơi vào trạng thái mà cảm xúc của bạn không được như mong muốn. Bạn có thể gọi đó là nỗi buồn, có thể gọi là đau khổ, có thể gọi là trầm cảm. Và bạn thấy bạn như đang ở địa ngục. Và rồi bạn hy vọng rằng ở một nơi nào đó, bạn sẽ hạnh phúc. Đó là thiên đường, nơi mọi thứ đều tuyệt vời. Bạn phải làm gì để lên thiên đường? Cô bé Marie ở băng ghế trước đứng dậy và nói, nếu con leo sàn nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật, con sẽ được lên thiên đường. Một cô bé khác nói, nếu con chia sẻ tiền tiêu vặt của mình với người bạn kém hơn, con sẽ được lên thiên đường. Một cậu bé khác nói, nếu con giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, con sẽ được lên thiên đường. Cậu bé Tommy ở băng ghế sau đứng lên và nói, con phải chết trước đã. Đó là chứng chỉ, nếu bạn muốn lên thiên đường, bạn phải chết trước. Vì vậy, khi bạn chết, tùy thuộc vào nền văn hóa của bạn, chúng tôi sẽ chôn bạn, hoặc thiêu bạn, hoặc chặt bạn và ném bạn cho bầy chim, đúng không? Chúng tôi sẽ làm một trong những cách như vậy, tùy thuộc vào nền văn hóa. Vì vậy, một điều rất rõ ràng là bạn sẽ đưa cơ thể bạn trở lại trái đất và đó là điều thân thiện với môi trường. Vì vậy, bạn rời khỏi cơ thể của bạn và đi đến thiên đàng. Vậy, trên thiên đường có gì? Ở thiên đường của người Hindu, đồ ăn rất ngon. Nếu bạn là một tín đồ ẩm thực, bạn phải đến thiên đường của người Hindu. Nala sẽ tự tay nấu ăn cho bạn. Anh ấy là đầu bếp vĩ đại nhất. Nếu đến một phương trời khác, những cô gái mặc áo trắng sẽ bay lơ lửng trên mây. Nếu bạn thích không khí như vậy, bạn đến đó. Nếu bạn đến một phương trời khác, bạn sẽ gặp sự trinh tiết. Nếu đó là những gì bạn đang tìm kiếm, bạn hãy đến đó. Nhưng bạn đã đến đó mà không có xác. Tôi hỏi bạn, bạn sẽ làm gì với thức ăn ngon và trinh nữ? Nói xem nào. Trong suy nghĩ của người Hindu thì ở trên thiên đường, thức ăn sẽ luôn có sẵn, bạn ăn bao nhiêu cũng có. Và khi bạn không có cơ thể, thức ăn sẽ luôn đầy ắp trong bình và những cô gái sẽ luôn là trinh nữ. Nhân loại có một thói quen như thế này. Khi bạn đau khổ, họ sẽ nói, đừng lo lắng, khi bạn lên thiên đường, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và bạn cảm thấy được an ủi. Vì vậy, nếu bạn là chuyên gia tâm lý và nói những điều này thì không sao cả. Nhưng bạn đã thực sự khiến mọi người tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn ở một nơi nào đó. Để rồi, niềm tin đó làm xáo trộn cuộc sống ở đây, điều đó không tốt chút nào. Ai đó đang ở trong trạng thái đau khổ sâu sắc, bạn bảo, đừng lo lắng. Khi bạn đến và ngồi trong lòng Chúa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là một thủ thuật tâm lý, nó ổn. Tuy nhiên, bạn đừng rao bán nó ở khắp mọi nơi, bởi vì giờ đây, thiên đường đang sụp đổ trong tâm trí của mọi người. Tại sao lại có sự gia tăng tiêu thụ rượu và ma túy trên hành tinh? Chủ yếu là do mọi người vẫn chưa hiểu rõ về nó, nhưng trong tâm trí họ, thiên đường đang sụp đổ. Có bao nhiêu người trong số các bạn đang nghĩ, một ngày nào đó, khi tôi lên thiên đường, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều người không còn nghĩ đến thiên đường nữa. Con người đang cố gắng tạo ra các giải pháp thay thế ngay tại đây. Để khỏe mạnh, họ dùng hóa chất. Để được hòa bình, họ dùng hóa chất. Để được vui vẻ, họ dùng hóa chất.
Tôi muốn bạn biết điều này, 75% dân số Hoa Kỳ đang sử dụng thuốc theo toa, đó là quốc gia giàu có nhất hành tinh. Điều này cho thấy rõ ràng, nếu bạn phát triển kinh tế mà không trau dồi ý thức con người, thì sự giàu có của chúng ta sẽ trở thành vấn đề lớn nhất của chúng ta. Nếu 90% dân số tiếp tục sử dụng hóa chất, thì thế hệ tiếp theo mà chúng ta tạo ra sẽ là một thế hệ kém hơn nhiều so với chúng ta, và đó là một tội ác chống lại loài người, bởi vì thế hệ tiếp theo phải tốt hơn chúng ta ít nhất một bậc. Nếu chúng ta tạo ra một thế hệ yếu kém hơn chúng ta, thì chúng ta đã đưa nhân loại vào con đường suy thoái. Và điều đó sẽ xảy ra nếu việc sử dụng hóa chất tăng lên. Đây là lúc để nâng cao ý thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây với bạn. Để thổi bay tâm trí của bạn mà không cần ma túy.